Reuters, quân đội Liên bang Nga đạt được bước tiến kỷ lục trên chiến trường Ukraine. Nga, cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk khiến hai dân thường thiệt mạng. Hamas sẵn sàng ngừng bắn với Israel sau thỏa thuận với Hezbollah. Các nước chịu ảnh hưởng phản ứng sau tuyên bố tăng thuế của ông Donald Trump. Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo gần biên giới Liên Triều. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực sự quốc tế trên kênh YouTube Finews truyền hình thông tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 11 dẫn phân tích của các chuyên gia và blogger chiến tranh cho biết các lực lượng của Liên bang Nga đang tiến quân tại Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo Reuters, trong hai năm qua, đường chiến tuyến dài 1.000 km, phần lớn được giữ nguyên, nhưng từ tháng 7, các lực lượng của Liên bang Nga bắt đầu đạt được những bước tiến nhỏ trên chiến trường hiện nay một số quan chức liên bang nga và phương tây cảnh báo xung đột nga ukraine có thể đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất khi moscow được cho là sử dụng lực lượng của bên thứ ba tại ukraine còn kiev được mỹ anh và pháp cho phép sử dụng tên lửa tầm xa do phương tây cung cấp bao gồm tên lửa chiến thuật lục quân atcms do mỹ chế tạo để tấn công vào bên trong lãnh thổ liên bang nga nhưng đáng chú ý hơn cả, như báo cáo của nhóm tin tức độc lập Agents for của Liên bang Nga là Moscow đã lập kỷ lục mới hàng tuần và hàng tháng về diện tích lãnh thổ chiếm được tại Ukraine. Theo báo cáo của nhóm tin tức độc lập Agents for trong tuần qua, quân đội Liên bang Nga đã chiếm gần 235 km vuông diện tích lãnh thổ Ukraine, đánh dấu một kỷ lục mới về diện tích chiếm được hàng tuần trong năm 2024. Theo một nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hiện tại Ukraine vẫn giữ khoảng 800 km vuông trong số 1.376 km vuông ban đầu ở Kursk và sẽ tiếp tục giữ vị trí này miễn là còn phù hợp về mặt quân sự. Reuters dẫn các nguồn tình báo mở cho biết hiện nay các lực lượng của Liên bang Nga kiểm soát 18% diện tích lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ bán đảo Crimea, hơn 80% Donbass, hơn 70% các khu vực Zaporizhia và Kherson ở phía Nam và gần 3% khu vực đồng Khắc cốt. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 22 máy bay không người lái của Ukraine tại 6 khu vực trong đêm ngày 26, dạng sáng ngày 27 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 22 máy bay không người lái tại 6 khu vực, bao gồm 10 UAV ở Rostov, 7 UAV tại Pengoros, hai UAV trên vùng Voronezh và ba UAV khác ở Kursk, Bryansk và Smolensk. Theo bộ này, toàn bộ các mục tiêu đều bị phòng không Nga phát hiện và phá hủy kịp thời. Các cuộc tấn công không gây thiệt hại về cơ sở à tầng và không xảy ra thương vong. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc rằng trong đêm ngày 26 và dạng sáng 27 tháng 11, Nga đã phóng 89 máy bay không người lái các loại vào 8 khu vực của Ukraine. Mảnh vỡ từ máy bay không người lái khiến một số cơ sở tầng ở Kiev bị hư hại, không có báo cáo về thương vong. Vừa qua, Ủy ban điều tra Nga cho biết, cuộc tấn công bằng vũ khí chiến thuật của lực lượng Ukraine vào một ngôi làng thuộc khu định cư Bolsoye Zirovo ở Kursk hôm 23 tháng 11 đã khiến hai dân thường thiệt mạng. Vụ việc hiện đang được điều tra theo hướng khủng bố ngôi làng có khoảng 500 cư dân và nằm ở phía bắc của khu vực biên giới Nga, cách hàng chục km so với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Ukraine kiểm soát ở Kursk trong cuộc tấn công hồi tháng 8. Các nhà điều tra Nga không xác định được loại vũ khí nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công, chỉ nói rằng lực lượng Ukraine đã phóng 3 vũ khí cấp chiến thuật vào ngôi làng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cũng trong ngày 23 tháng 11, Ukraine đã phóng 5 tên lửa đạn đạo, ATCMS do Mỹ viện trợ vào khu vực dân cư làng Lotarioka, cách thành phố Kursk khoảng 37 km về phía tây bắc, nhắm vào vị trí của sư đoàn tên lửa phòng không S-400. Cuộc tấn công khiến 3 quân nhân thương vong và gây hư hại cho radar. Đến ngày 25 tháng 11, Kiev phóng 8 tên lửa ATCMS khác vào căn cứ không quân Kursk, Vostony, nằm gần làng Kalino. 7 trong số các tên lửa đã bị bắn hạ bằng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, tên lửa phòng không Panzer và hệ thống pháo phòng không. Tuy nhiên, một trong những tên lửa đã tiếp cận được mục tiêu, kết quả là hai quân nhân bị thương và một số cơ sở vật chất hư hỏng nhẹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27 tháng 11 cho hay, Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Ông Lavrov cho hay, các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp là một bước leo thang. Những hành động này là không thể chấp nhận và sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng. Trong khi đó, chính phủ Ukraine đang mở cuộc điều tra sau khi một số thông tin cho rằng quân đội nước này đang chiến đấu trên tiền tuyến để nhận được một lô đạn cối bị hỏng. Thông tin này ban đầu do ông Yuri Butusov, tổng biên tập của trang web tin tức nổi tiếng Sensor.net tiết lộ. Hồi đầu tháng 11, ông Yuri Butusov cho biết các binh sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau đã phản nàn rằng nhiều quả đạn súng cối cỡ 120mm từ lâu hàng mới nhận được không phát nổ hoặc không thể bay xa hơn 50m. Một số quả đạn pháo được cho là phát nổ ngay trong ống cối. Ông Yuri Butusov cũng đăng video ghi lại cảnh một binh sĩ đang bắn đạn pháo vào đối phương, nhưng quả đạn này bị hỏng và bốc cháy ngay gần súng cối. Binh sĩ Ukraine cho rằng nguyên nhân là do đạn pháo sử dụng thuốc nổ TNT chất lượng thấp. Theo nhà báo Yuri Butusov, những quả đạn pháo hỏng này được sản xuất tại Ukraine. Đây thực sự là một vấn đề hệ thống nghiêm trọng, ông nói. Một số nghị sĩ Ukraine ngày 26 tháng 11 đã bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Nghị sĩ Mariana Bezuleya cho rằng Bộ Quốc phòng đã gửi 100.000 quả đạn cối hỏng ra tiền tuyến. Bà Bezuleya đã đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cáo buộc ông dành quá nhiều thời gian cho các chiêu trò PR bằng những bài thuyết trình và những cái bắt tay một thành viên khác trong quốc hội ukraine ông alexei goncharenko cũng đăng thêm video cho thấy các binh sĩ đang xử lý những quả đạn cối hỏng ông alexei goncharenko nhấn mạnh chúng ta cần tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức quan chức này nói rằng chính phủ đã thu hồi các quả đạn hỏng song từ chối tiết lộ con số chính xác kênh tin tức tsn đưa tin bộ quốc phòng ukraine đã mở cuộc điều tra riêng biệt còn cục điều tra nhà nước đã khởi xướng các thủ tục tố tụng hình sự Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đang lên kế hoạch cho năm 2025 dựa trên giả định sẽ không còn vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua Ukraine sau ngày 31 tháng 12. Kế hoạch này hiện chưa được ban lãnh đạo cấp cao của Gazprom phê duyệt. Nguồn cung khí đốt của Nga sang Liên minh châu EU qua Ukraine hiện ở mức tương đối thấp. Nga đã vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine vào năm 2023, chỉ bằng 8% so với hồi năm 2018-2019 thời điểm lượng khí đốt do Nga chuyển tới châu Âu qua nhiều tuyến khác nhau đạt đỉnh. Phía chính phủ Ukraine đã tuyên bố muốn chấm dứt thỏa thuận trung chuyển trên, đặt dấu chấm hết cho hơn nửa thế kỷ dòng chảy khí đốt đi từ Siberia đến các thị trường Trung Âu. Đây vốn là một nguồn thu ngân sách ổn định cho Nga kể từ thời Liên Xô cũ, mặc dù Ukraine khẳng định không xem xét gia hạn thỏa thuận mang lại khoản phí lên tới 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Phía Nga lại phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán và tiếp tục vận chuyển khí đốt qua tuyến đường này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp tục bơm khí đốt cho châu Âu qua Ukraine. Từ vị thế là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên số 1 của châu Âu trước khi xung đột với Ukraine bùng phát, Nga đã mất gần như toàn bộ khách hàng tại đây do EU nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga chuyển sang những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng tại trung đông lực lượng hồi giáo hamas thông báo với các nhà trung gian hòa giải ở ai cập qatar và thổ nhĩ kỳ rằng đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn và một thỏa thuận nghiêm túc để trao đổi tù nhân afp đưa tin một quan chức cấp cao của lực lượng hồi giáo hamas cho biết nhóm này sẵn sàng đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza hoàn nghênh lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực ở liban quan chức này nhấn mạnh chúng tôi đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải ở ai cập Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ rằng Hamas đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn và một thỏa thuận nghiêm túc để trao đổi tù nhân, song cáo buộc Israel cản trở thỏa thuận. Ngay sau khi Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cộng đồng quốc tế đã có những phản hồi rất tích cực, bày tỏ hy vọng là thỏa thuận này sẽ mở ra triển vọng chấm dứt xung đột ở khu vực. Trong tuyên bố đưa ra ngày 27 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có thể giúp chấm dứt bạo lực và thiệt hại to lớn về tài sản cũng như nỗi thống khổ của người dân ở cả hai bên. Ông hối thúc Israel và Hezbollah tôn trọng toàn diện thỏa thuận này và nhanh chóng thực hiện các cam kết hướng tới việc triển khai toàn diện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Văn phòng điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bang cũng nhấn mạnh sẽ ủng hộ triển khai thỏa thuận theo đúng nhiệm vụ mà cơ quan này được giao phó. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh đang theo dõi sát sao tình hình cũng như ủng hộ mọi nỗ lực giảm căng thẳng và đạt được hòa bình ở khu vực. Các quốc gia khác gồm Iran, Australia và Nhật Bản cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn này. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 9 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Thỏa thuận tạm ngừng các hành động gây hấn giữa Israel và phong trào Hezbollah trong vòng 60 ngày, với việc quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban, còn Hezbollah chấm dứt hiện diện vũ trang dọc biên giới phía nam sông Litani. Sau khi có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah, người dân Liban đã bắt đầu quay trở lại thành phố ven biển Tire vào sáng sớm 27 tháng 11 bằng xe máy và ô tô, bất chấp quân đội Israel yêu cầu tránh xa các khu vực đã được sơ tán trước đó. Theo tờ The Guardian, một người dân tên là Ahmad Husseini chia sẻ rằng, được trở về nhà ở miền nam Liban là một cảm giác không thể diễn tả và ca ngợi Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri, người đã dẫn dắt các cuộc đàm phán của Liban với Mỹ tiếng súng bắn chỉ thiên ăn mừng vang lên tại một vòng xuyến chính trong thành phố Tire khi người dân lái xe về nhà. Họ bấm còi xe khi người dân xung quanh gieo hò chào đón và ném gạo vào xe. Một vài người hô vang khẩu hiệu ca ngợi thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 9. Theo một người dân tên là Hussein Squidan, lệnh ngừng bắn là một chiến thắng cho Hezbollah. Người này cho biết đây là khoảnh khắc chiến thắng, niềm tự hào và danh dự đối với chúng tôi, giáo phái Shia và cho toàn thể Liban. Một người dân Liban khác cho biết ông rất vui khi thấy mọi người quay trở về nhà và cảm thấy tự hào. Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 9 giờ ngày 27 tháng 11 giờ Việt Nam sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cả Israel và Hezbollah đã chấp nhận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục đề cử thêm 3 thành viên cho nội các sắp tới của mình, trong đó có nhân sự quan trọng phụ trách mảng thương mại và kinh tế. Cụ thể, ông Trump đã đề cử luật sư Jameson Greer, giữ chức đại diện thương mại Mỹ, một nhân vật chủ chốt trong việc thực hiện chương trình nghị sự kinh tế trong 4 năm tới. Ông Jameson từng là tránh văn phòng của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và có vai trò tích cực trong chính sách thuế quan của Mỹ ở thời điểm đó cũng như trong việc thiết lập thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ với Mexico và Canada. Nếu được Thượng viện khoa mới thông qua, ông Jameson sẽ tiếp tục triển khai chính sách thuế, cũng như thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận thương mại của chính quyền mới. Trong khi đó, ông Kevin Hassett được ông Trump chọn làm người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, một vị trí cố vấn hàng đầu, có nhiệm vụ thúc đẩy các kế hoạch kinh tế của ông Trump. Tuy nhiên, vị trí này không cần xác nhận của Thượng viện. Người thứ ba được ông Trump đề cử là ông Jim O'Neill, một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý y tế lên làm thứ trưởng bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa qua cho biết chính quyền mới sẽ tiếp tục áp đặt thuế quan với ba quốc gia, bao gồm Canada, Mexico và Trung Quốc. Thông tin này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ các quốc gia chịu ảnh hưởng và dự kiến sẽ tác động nhiều đến sự thay đổi trên thị trường quốc tế. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 25 tháng 11 về kế hoạch tăng thuế nhập khẩu lên mức 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phê phán ý định này là khó có thể chấp nhận được vì sẽ khiến nền kinh tế của hai quốc gia rơi vào vòng xoáy suy thoái, đồng thời đẩy tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tăng cao. Bên cạnh đó, bà Sen Baum tuyên bố nếu Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico, thì quốc gia này cũng sẽ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mỹ ở mức tương ứng và hành động này sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ có cách tiếp cận và phương án ứng phó khi Mỹ tăng thuế phát biểu trước quốc hội ông trudeau đã đề cập đến các giải pháp để bảo vệ việc làm cho người lao động canada cũng như kế hoạch hợp tác hiệu quả với chính quyền của ông trump để hướng đến những lợi ích chung của hai quốc gia về phía trung quốc bắc kinh cho rằng cả mỹ và trung quốc đều không thắng nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra theo đại sứ quán trung quốc tại washington lưu bằng vũ ông tin rằng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước là đôi bên cùng có lợi ngay cả đối với vấn đề thuế quan Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật thường kỳ trên đảo Biêng Niêng ở biển Hoàng Hải, ngay phía nam đường giới hạn phía bắc, vốn là ranh giới trên biển trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ thường xuyên có sự tham gia của pháo tự hành K9. Khoảng 200 quả đạn đã được bắn chỉ trong khoảng 30 phút diễn tập. Trước đó hôm 5 tháng 9, Hàn Quốc cũng đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự trên các đảo biên giới phía Tây, có pháo tự hành K9 và hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chumu. Nếu tính từ đầu năm, Hàn Quốc đã tiến hành 4 đợt tập trận bắn đạn thật tại các đảo biên giới, trong đó có đợt tập trận ngày 5 tháng 1 để đáp trả việc Triều Tiên bắn khoảng 200 đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tập trận bắn đạn thật thường xuyên trên biển để tăng cường năng lực tác chiến pháo binh và duy trì thế sẵn sàng chiến đấu. Theo các chuyên gia, Hàn Quốc và Nhật Bản đang đối mặt với triển vọng kinh tế ảm đạm do cả những khó khăn trong nước và rủi ro bên ngoài, đặc biệt là với những thay đổi chính sách từ chính quyền mới tại Mỹ kể từ năm sau như tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể, các công ty sản xuất ô tô của Nhật Bản được dự đoán sẽ chịu tác động rất lớn từ chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ sắp tới, nhất là các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất ở Mexico. Theo thống kê, các công ty ô tô Nhật Bản đã sản xuất hơn 600.000 xe tại Mexico trong năm ngoái, trong đó khoảng 40% được xuất khẩu sang Mỹ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nhiều ý kiến lo ngại rằng nếu ông Trump tái áp đặt mức thuế quan cao đối với hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là các sản phẩm của Trung Quốc, các mối quan hệ thương mại của Hàn Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triển vọng xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc sang cả Trung Quốc và Mỹ đều giảm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại, từ đó làm giảm tiêu dùng trong nước trước tình hình trên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần tìm giải pháp trước khi chính sách thuế quan mới được áp dụng để lường sẵn những rủi ro sau khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2025. Trận bão tuyết nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm qua đã tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Theo cơ quan khí tượng của Hàn Quốc, tuyết rơi dày khoảng 20cm tại các khu vực phía Bắc và gần thủ đô Seoul. Đây là trận bão tuyết lớn nhất mà Seoul hứng chịu trong 52 năm qua. Không chỉ khu vực thủ đô, bão tuyết cũng bao phủ phần lớn nước này với khu vực miền Trung, miền Đông và Tây Nam ghi nhận lượng tuyết dày từ 10 đến 23 cm. Tuyết rơi nhiều đã gây ra tai nạn ở thị trấn miền Đông Hồng Trơn, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ít nhất 220 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trên toàn quốc trong khi khoảng 90 chuyến phà phải dừng hoạt động, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan huy động tất cả nguồn lực ngăn ngừa tai nạn giao thông và các sự cố khác, đồng thời yêu cầu thông tin kịp thời về tình hình thời tiết và giao thông đến công chúng trong bối cảnh dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở hầu khắp cả nước cho đến trưa mai 28 tháng 11. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường vai trò và năng lực quốc phòng đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Athens, Thủ tướng Mitsotakis cho biết hai bên đã nhất trí về một trong những ưu tiên cơ bản là nhu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng chung. Tăng cường tiềm lực quốc phòng đòi hỏi phải có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, cùng các khoản đầu tư đáng kể, cũng như sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa EU và NATO. NATO và EU cần tăng cường khả năng dân đe và phòng thủ, trong đó có cả việc thúc đẩy đầu tư và sản xuất quốc phòng. Hy Lạp là quốc gia thành viên EU và là đồng minh của NATO. Hiện nước này đang chi khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm cho quốc phòng, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong EU và NATO. Tính trên toàn EU, tổng chi cho quốc phòng của toàn khối trong năm nay ước đạt 326 tỷ euro, khoảng 341 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1,9% GDP. Một tòa án tại Malaysia đã ra phán quyết cho phép hủy một trong các cáo buộc tham nhũng đối với cựu thủ tướng Najib Razak và cựu bộ trưởng tài chính Iwan Seriga Adula liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB. Ông Najib và ông Iwan bị cáo buộc 6 tội danh về bội tín liên quan đến quỹ chính phủ trị giá 6,6 tỷ ringgit, tức khoảng 1,48 tỷ đô la Mỹ. Các nhà chức trách cho rằng Vụ việc này có liên quan đến một thỏa thuận dàn xếp giữa quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, 1MDB và quỹ dầu khí quốc gia Abu Dhabi International. Ông Najib thụ án 12 năm tù kể từ tháng 8 năm 2022 với các tội danh liên quan đến việc lạm dụng công quỹ. Sau đó, ông được ân xá một nửa án tù nhưng đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội rửa tiền với tổng giá trị 27 triệu ringgit dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Cho đến nay, ông Najib và cả ông Iwan luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ bệ bối quỹ 1MDB, một trong những bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử Malaysia. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Quốc tế trên kênh Youtube VNews, truyền hình thông tấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!